Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn một chiếc xe Cross Rover gầm cao 5 chỗ. Một chiếc xe rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là khoảng 3 năm trở lại đây, đó chính là Hyundai Tucson. Và chiếc xe đang hiện hữu trước mắt đó chính là Tucson. Đây là phiên bản 2.0 máy xăng bản đặc biệt, có giá bán niêm yết là 878 triệu. Như các bạn đang quan sát, chiếc Tucson này là Tucson 2018 đã được nâng cấp mới và nó được mang một tên gọi hoàn toàn mới, đó chính là Hyundai Tucson 2019 Philip. Điểm dễ nhận thấy nhất ở thay đổi này đó chính là cái lưới tản nhiệt tổ ong với 5 thanh ngang thể thao được mạ chrome sáng bóng như các bạn đang quan sát. Đây cũng là chi tiết thay đổi để nhận diện Tucson 2019 này so với phiên bản Tucson 2018 trước đó. Một điểm thay đổi nữa cũng rất đáng kể đó chính là nằm ở phần cụm đèn chiếu sáng của xe. Như các bạn đang quan sát thì chiếc Tucson này sử dụng cụm đèn chiếu sáng hoàn toàn mới. Nó được kết hợp từ 5 tinh thể cầu LED. Mỗi một tinh thể cầu sẽ chứa hàng trăm tinh thể nhỏ hơn và giúp cho quầng sáng của chiếc Tucson 2019 này cực kỳ tuyệt vời. Nó tạo ra một ánh sáng trắng xuyên phá rất tốt. Ở phần la răng, như các bạn đang quan sát, xe được sử dụng la răng có thông số là 225/55R18 với thiết kế phay cắt phối hợp đa chấu giữa màu đen và màu trắng, tạo được cái sự mạnh mẽ. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi rối mắt một chút đối với khách hàng nào thích một cái sự đơn giản. Và nếu các bạn muốn một sự đơn giản hơn, có thể tìm kiếm Tucson 2.0 tiêu chuẩn với bộ la răng đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn. Đây là phần gương chiếu hậu ngoài của xe, được thiết kế chỉnh điện, gập điện, tích hợp xi nhan LED báo rẽ trên gương. Hơi đáng tiếc một chút cho phiên bản Tucson 2019 này, đó là xe vẫn chưa được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Chúng ta cùng qua một chút về phần hông xe. Ở phần hông xe này là phần ít thay đổi nhất của Tucson 2019 so với thế hệ tiền nhiệm, khi xe vẫn sử dụng dạng đèn 3D full LED. Riêng xi nhan của Tucson 2019 phiên bản này vẫn sử dụng xi nhan halogen. Xi nhan halogen thì sẽ tạo cho chúng ta một cái ánh sáng vàng và nó phù hợp với cái tiêu chuẩn thị trường tại Việt Nam. Ở phần hông xe Tucson này, như các bạn đang quan sát, chúng ta sẽ có một chiếc cốp điện thông minh có thể mở bằng rất nhiều các chi tiết khác nhau, ví dụ như bằng chìa khóa hoặc là các bạn chỉ cần đứng cạnh cốp 3 giây thôi, cốp cũng sẽ tự động mở lên. Cốp này hoàn toàn sử dụng đó là cốp điện chống kẹt, và để khi đóng cốp thì các bạn chỉ cần bấm nhẹ thôi, bấm thẳng vào vị trí có hình khóa cốp kia là chiếc cốp sẽ tự động đóng lại. Ở phần không gian hành lý chứa đồ, như các bạn đang quan sát, một không gian hành lý rất rộng và có thể giúp chúng ta để được hai bộ gôn cỡ lớn hoặc là hai chiếc vali cỡ lớn dành cho gia đình trong những chuyến đi dài. Đây là một thao tác đóng mở cốp khác, các bạn giữ chìa khóa và ấn nút khóa mở cốp trong vòng 3 giây thì cốp sẽ được đóng lại. Ở phần đuôi xe này, chúng ta cũng sẽ có thấy cái thứ xuất hiện của cái cánh hướng gió thể thao phía sau và cái anten vây cá mập rất đẹp ở trên nóc. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe một chút để sơ lược xem cái không gian nội thất tiện nghi của chiếc xe này như thế nào. Đầu tiên, mời các bạn quan sát, đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Tucson. Toàn bộ không gian của Tucson bản 2.0 đặc biệt này chúng ta sẽ được bọc da màu vàng kem. Hàng ghế phía sau này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa. Không gian trần xe thì rất là rộng. Và đặc biệt là ở phiên bản này thì các bạn còn có một tính năng rất hay nữa, đó chính là cửa sổ trời. Cửa sổ trời thì ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam và bây giờ đa số hầu hết tất cả các xe của Hyundai tại Việt Nam đều được trang bị cửa sổ trời. Đây chính là cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế thứ hai, đảm bảo một cái không gian thoáng đãng, mát mẻ. Về phần khoang cabin, như các bạn đã quan sát, khoang cabin của chiếc Tucson này được phối hợp tông màu đen và kem sáng, tạo cho chiếc xe có một cái sự rộng rãi và cũng không thiếu phần thể thao. Màn hình Flight Monitor 7 inch được kết hợp và tạo form dáng dựng đứng.
điều hòa hai vùng độc lập. Chiếc Tucson này thì hiện tại đang sử dụng động cơ 2.0 lít và sẽ cho một công suất khá là ổn. Với động cơ này được ký hiệu là NU 2.0 MPI cho công suất tối đa là 155 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, đi kèm mô men xoắn 192 Nm tại 4.000 vòng trên phút và sử dụng hệ dẫn động cầu trước đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Với chiếc Hyundai Tucson phiên bản này, chúng ta sẽ có khá nhiều các tính năng an toàn mà tôi nghĩ là nó phù hợp với thị trường Việt Nam cũng như là đảm bảo được những cái tiêu chuẩn an toàn dành cho thị trường châu Á. Đó chính là hệ thống cảm biến lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cảm biến trước, hệ thống chống gương chống chói tự động phía trong xe, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống chống trượt thân xe, hệ thống khởi hành ngang dốc, camera lùi. Hiện tại chiếc Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt này đang được Hyundai Lê Văn Lương chào bán với mức giá là 878 triệu đi kèm chương trình khuyến mại khoảng 10 đến 15 triệu đồng tùy thời điểm. Xe cũng được hỗ trợ trả góp lên 85% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về dòng xe Hyundai Tucson 2019, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline 0967 58 8585 gặp Ngọc Huyền, quản lý bán hàng để có thêm thông tin chính xác nhất về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.